Mình nhập chim về nó nghe anh em. Mình nhập 4 con. Một con mái, ba con thúc gù, một con gù chạy. Con thúc gù này thì cái dòng chim này cũng thông thường nha. Anh em nào có nhu cầu mà chơi thì liên hệ mình ha. Dòng chim này nó giá nó cũng rẻ, 7 8 chai là chạy được rồi. Mới về hơi tối nha. Rồi để mình quay camera lại mình bắt cho anh em xem nha. Đây này về bốn bốn con ngồi nha anh em, một con chạy với ba con thúc cừu với con chim mái nha. Năm em nha, bốn anh cháu muội má, một con dòng chạy với ba con thúc gừng. Mấy con thúc gù này giá nó cũng sinh viên đó, 7 8 chai là chơi được rồi. Có ba con à, còn con dòng chạy thì giá nó hơi cao, dòng chạy nó giá tới mười mấy nữa. Tại đợt này cũng có người lại bắt chim giống mình anh em, rồi mình cũng bán rồi cho anh em, rồi buộc mình phải nhập về mình đổ tiếp nha, chứ mình không bắt dòng chim F1 ra mình đổ, nhập về mình đổ tiếp đó. Bốn con nè, bốn bồng bốn dây nè, hai ba bốn con. Chung mở ra thì lâu lắm nên mà thôi cắt. Bây giờ mình chưa biết con dòng chảy nằm đâu, máy nằm đâu luôn, nhưng mà mình bắt cho mình mới biết nha, tại vì nó có giò chờ sẵn đó.
nói chung ở bển nó gì nó không có cửa nghe anh em, nó tại vì nó bẻ nó câu cho luôn này chứ nó không có cửa đâu. Từ bên Thái, còn bên Malai nó đem qua là đem bằng cái thùng, còn bên Thái nó đem lại là nó câu luôn. Bắt ra chăng cái con này là con dòng chạy nha, dòng chạy nó có cái phèn bên Malai nè, nhưng mà cũng hơi tối nha nè, trời tối như 7 giờ mấy, nó có cái phèn nè anh em thấy không, dòng chạy chung mấy cái phan này mình không thích nên nè, cái phan mà xỏ trên giữa mình không thích, xỏ bình học mà thấy ok, cho giữa khó xỏ. Con này dòng chạy nha anh em. Con này dòng chạy. Con này dòng chảy giá nó cao anh em, 10 mấy giít rồi. Từ cống. Giò này nè, giò Malai nè. Giò này giò Malai nha. Giò Malai này ở bển tặng cho mình. À, người chim này tặng cho mình bộ. Và mình đặt thêm 10 bộ rồi. Anh em nào có nhu cầu lấy giò Malai thì alo mình nha. Dòng này là giò này là tới 19 cây anh em, 19 cây. Nói chung chim này về cũng bị hơi ốm anh em, ốm chim mà cái lường không quá ốm.
mình không biết sao không, mà nó ốm quá à. Không biết nó có bị nguy hiểm không, mình cũng chưa hiểu nữa. Mấy em thấy nó đau cái sao nó ăn liền sao? Nó đau cái sao? Nó ăn liền. Nó đau cái sao nó ăn liền sao? Chim này bị si vậy nè. Thấy nó ốm. Con này cũng đỡ, con đó nó hơi ốm, nó xù rồi. Con này cũng gặp cái phen này rồi.
con này mình thấy nó cũng bị ốm nè, chim này sao thấy gì vậy, nó bị ốm. Mình thấy chim, mấy chim về đợt này nó bị xê cho nên mấy đợt trước chim về mình thấy sung lắm, mình thấy đợt này về mình thấy xê quá. À, đây con thu gù đó, thu gù bạn, thu gù con này con gù chạy với con mái. Đợi đợi nè. Nước nước. Còn con mái này nè. Máy này dòng chiêu gù dòng chạy nghe, bắt gì mình đổ nha. Để anh quay camera lại cho anh em xem nha. Anh em nào có muốn lấy giò mã lai thì alo mình ha. Đi gò này giá cũng hơi cao đó, đang 19 cây nhưng mà không bao giờ gói nha, gò này không gói. Nó nằm 400 mấy một bộ là anh em. Cao ha. Để mình quay camera lên nha. Con này là dòng chạy nè nè. Dòng gù chạy nè. Nó có khoang giò nữa nè. Dòng chạy nha. Thúc gù. Con này thúc gù, mình thấy con này nó bị hơi bị xi nè, nên nó hơi ốm cái mấy kia nè. Tại vì có lẽ là nó bị mắc ăn, không ăn hai ngày bên Thái gì mà lại bên Thái gì Việt Nam. Mấy con dùng chạy này thì nó hơi cứng cứng hơn lạnh. Còn một con mái, chim mái. Rồi mình ra lòng anh em ơi, anh em nào có cần chim, mấy con này là mồi lỡ hết nha anh em. Nó có clip bánh nha anh em nào cần mà nhà mấy con mồi lỡ cái dạng có cũng sinh viên anh em, 7-8 triệu là có con mồi lỡ này nha. Ba con này là mồi lỡ, 7-8 triệu là anh em sẽ có được sở hữu được con mồi Malai, chứ không phải là nó, chứ không phải là chim bên Malai mà một con là 10 mấy triệu không đâu nha anh em. Con này 7-8 triệu à. Anh em nào có muốn bắt thì alo mình, muốn bắt con nào đó thì mình sẽ gửi clip bên Malai cho anh em xem nha. Nó đã đi rừng bên Malai rồi, có con cũng đã bắt bỏ quýnh lộn rồi nha. 7-8 triệu là có con này nha anh em. Ba con này thì giá nó cũng chỉ xích gì đó anh em, 7-8 là có thể là sở hữu được nó. Nhưng mà anh em alo rồi mình sẽ gửi được cái clip cho nó mới được anh em. Chim nhắn này nó còn rất xấu, mình giờ mình phải dưỡng lên 1-2-3 tuần nữa, chừng nào nó ăn mạnh rồi mình nó mới ok được nha anh em. Rồi thôi mình cho nó ra nó nghỉ thì rồi mình sáng mình sẽ cho nó phải nắng tắm ăn uống rồi lại nó mới thoải mái lên rồi. Anh em nào cần thì alo mình nha, bye bye anh em nha.